Mến chào quý khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin cực nóng rạng sáng nay, bất ngờ hải quân của Mỹ bắt tàu chở dầu của phía Trung Quốc ở Biển Đông ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, bắt giữ hàng ngàn tấn dầu thô và 100 thủy thủ đoàn, khiến cho chính phủ của Bắc Kinh đang sôi sùng sục. Thưa quý vị, theo một thông tin được đăng tải trên tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa hải quân của Mỹ và hải quân phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía Bắc Kinh gây ra. Khi một tàu chở dầu cỡ lớn của Trung Quốc đã ngang nhiên xông vào một bể chứa dầu lớn của tập đoàn Mỹ để đánh cắp 1.500 thùng dầu thô và 20 triệu mét khối dầu tinh chế, khiến cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden vô cùng tức giận. Chi tiết cuộc đột kích lấy trộm dầu được tờ báo của Mỹ đăng tải chi tiết như sau. Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm qua, khi màn đêm bao phủ toàn bộ Biển Đông, mọi lực lượng khai thác dầu khí của tập đoàn đang chìm trong giấc ngủ, thì một tàu chở dầu cỡ lớn của phía Trung Quốc mang nhãn hiệu TQ-338 đi theo đằng sau bảo vệ là 3 con tàu chiến mang theo rất nhiều súng ống, đạn dược cũng như vòi rồng, cùng 2 máy bay J-35. Đội hình trên đã ập vào một bể dầu khí lớn của Mỹ để đánh trộm rất nhiều thùng dầu có giá trị lớn. Nhưng rất không may cho phía Bắc Kinh khi còi báo động của Mỹ vang lên trong màn đêm đã thức tỉnh đội bảo vệ bờ biển cũng như là giàn khoan của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Lập tức hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã được lệnh xuất kích bao vây bắt giữ gấp con tàu chở dầu trên của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, cuộc truy bắt con tàu chở dầu phía Trung Quốc rạng sáng ngày hôm nay đã được một vị chỉ huy mang tên Đô đốc Davison, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho chúng tôi biết như sau. Sau 2 giờ truy đuổi tăng tốc gấp ở ngoài khơi Biển Đông, trong một khung cảnh mà thời tiết mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, sóng to gió lớn, chúng tôi đã đuổi kịp được con tàu chở dầu của Bắc Kinh và cho dàn trận bao vây. Tuy vậy, hải quân của chúng tôi đã bị hải quân phía Trung Quốc đáp trả một cách đầy quyết liệt. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Chỉ sau khi chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ quyết định cho thủy thủ đoàn nổ súng và phóng một quả tên lửa để uy hiếp, thì nhóm tàu hậu vệ của phía Bắc Kinh mới cho chạy toán loạn để thoát thân. Chúng tôi đã bắt sống được nhóm thủy thủ đoàn cũng như là tàu chở dầu cỡ lớn của phía Trung Quốc để tra hỏi. Được biết, hiện phía chính quyền của Bắc Kinh đang hết sức sôi sùng sục khi nghe tin này. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh và ông Vương Nghị cho rằng tàu chở dầu của phía Trung Quốc không hề sai. Ông Vương Nghị và bà Hoa Xuân Oánh phía Trung Quốc đổ lỗi hoàn toàn là do phía Hoa Kỳ gây ra khi nói rằng việc khai thác dầu khí trong vùng lãnh thổ đường lưỡi bò của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Vì vậy, toàn bộ số dầu trên là của Trung Quốc. Đây là Bắc Kinh chỉ ra đòi lại chứ không phải là đi lấy trộm. Cho nên tờ báo của Mỹ đăng tải tin tức tàu chở dầu của Trung Quốc lấy cắp dầu của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng hành động trên là gây ra nguy hiểm cho con đường lưỡi bò của Bắc Kinh và kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngừng ngay những hành động khai thác dầu khí trái phép trong vùng đặc quyền EEZ của vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Nếu không, Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách đầy mạnh mẽ. Thưa quý vị, hiện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đang liên tục gửi những cái công hàm đến Liên Hợp Quốc để nói rằng Mỹ đã gây ra tổn hại nguy hiểm đến Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Trong khi các nhà quan sát cho rằng chính Trung Quốc mới là nguyên nhân gây ra những đụng độ căng thẳng, những đụng độ nảy lửa ở Biển Đông trong thời gian vừa qua. Được biết, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đang liên lạc với cả hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để đưa ra những phương án giải quyết thích hợp. Theo một nguồn tin tiết lộ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden hết sức tức giận và nói rằng sẽ bắt giữ toàn bộ tàu dầu của phía Trung Quốc cùng thủy thủ đoàn để xét xử theo đúng luật pháp quốc tế, cũng như gửi một thông điệp cứng rắn từ chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên làm loạn ở ngoài Biển Đông, cũng như không điều tàu dầu ra để lấy trộm những cái mỏ dầu và thùng dầu của các tập đoàn khai thác dầu khí nước ngoài, nếu không Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, theo những nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc không chỉ đi gây hấn bất nạt ở vùng biển Hoa Đông, vùng biển Hoàng Hải hay eo biển Đài Loan, họ còn cho tàu đi lấy trộm dầu của các tập đoàn như của Ấn Độ. Thông tin này đã được một tờ báo của thủ đô Ấn Độ, tờ báo New Delhi cho biết, cách đây khoảng tầm 6 ngày, một nhóm tàu tác chiến cùng tàu chở dầu khác của Bắc Kinh đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của công ty dầu khí Ấn Độ ở vùng biển Natuna của Indonesia để lấy trộm những thùng dầu lớn của tập đoàn này.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng khi hải quân của Ấn Độ kết hợp với cảnh sát lực lượng bảo vệ bờ biển của Indonesia liên minh ra tay trừ khử Trung Quốc bắt giữ tàu chở dầu. Được biết, Trung Quốc liên tục ngang ngược trên Biển Đông để buộc các tập đoàn dầu khí nước ngoài nản chí không dám khai thác, bắt tay làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Gần đây nhất, Bắc Kinh còn đem tàu hải cảnh đi gây hấn, quấy nhiễu, ngăn cản việc khai thác dầu khí của tập đoàn Gazprom Nga khi xâm nhập thẳng vào trận địa để gây áp lực. Tuy nhiên, hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã đánh cho Trung Quốc một trận tơi bởi khói lửa. Thưa quý vị, lẽ phải luôn được pháp luật bảo vệ, vì thế ba lần đi ăn trộm trên Biển Đông, phiến quân của Trung Quốc đều bị các nước ra tay xua đuổi và bắt giữ được. Rạng sáng ngày hôm qua, Mỹ là một quốc gia đi đầu trong cuộc phòng chống những âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoài ra, hải quân của Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ tàu chở dầu cùng thủy thủ đoàn của Bắc Kinh để răn đe phía Trung Quốc. Tuy vậy, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả những cảnh báo của cộng đồng quốc tế để thách thức thế giới. Trong khi đó, thế giới thì đang muốn yên bình, còn Trung Quốc thì không muốn điều đó. Thưa quý vị, theo hãng CNN của Mỹ cho biết, một thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết, đại diện là ông Lloyd Austin, cánh tay phải của Tổng thống Joe Biden, đã trực tiếp lên tiếng tại Nhà Trắng khi mà chỉ trích phía Trung Quốc một cách đầy gay gắt. Ông nói rằng Trung Quốc dám ra tay lấy trộm những thùng dầu lớn của Hoa Kỳ, đồng thời còn tỏ ra thách thức Mỹ. Điều này đã làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden vô cùng tức giận. Ông Joe Biden cho rằng hải quân của phía Trung Quốc phải bị trừng trị tận gốc để bảo vệ cho tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ ở ngoài khơi Biển Đông. Hãng CNN còn trích dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ là ông Lloyd Austin nhấn mạnh rằng Trung Quốc là mối nguy hiểm cho khu vực cũng như trên toàn thế giới, đề nghị các nước phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng cho hải quân, quân đội trực chiến 24/24 ở vùng biển của nước mình. Nếu phát hiện ra những sai trái, những điều vô lý của phía Trung Quốc thì phải lên án một cách mạnh mẽ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu một cách cứng rắn nhất. Nếu không, Trung Quốc sẽ được đằng chân lên đằng đầu. Khi đó, nguy hiểm sẽ là khôn lường và an ninh trong khu vực sẽ bị đe dọa bởi phía Bắc Kinh. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết để trừ khử Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới vào ngày hôm qua. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết dịch bệnh COVID vẫn còn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên toàn cầu. Thì phía Trung Quốc lại gây ra một mối an nguy cho Hồng Kông. Đó là ra một cái luật an ninh làm cho người dân của Hồng Kông vô cùng bức xúc. Cách đây khoảng một tuần, đích thân người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã đưa ra một luật được cho là luật an ninh cho người Hồng Kông. Chính vì điều này đã làm cho người dân cũng như cộng đồng những người đang sinh sống ở Hồng Kông vô cùng tức giận. Hãng Reuters cho biết hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua đã có hàng ngàn người dân của Hồng Kông đã tràn xuống đường biểu tình phản đối sự luật an ninh mới của phía Trung Quốc. Những người biểu tình cáo buộc đây là một trong những đạo luật bóp nghẹt quyền tự do của người dân ở đặc khu hành chính này. Tờ báo của Hồng Kông nhắc lại dự luật được đưa ra trong phiên họp Quốc hội thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra các biện pháp nhằm trừng phạt các hành động như phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ chế độ. Và sau khi chính phủ của Trung Quốc ban hành đạo luật an ninh mới áp dụng cho người Hồng Kông, thì hàng ngàn người dân của Hồng Kông đã tràn xuống đường biểu tình. Giống như giai đoạn 2019, hàng ngàn người dân cứ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần họ lại tràn xuống đường, tràn xuống những ga điện ngầm, tàu sân bay, bến cảng để phản đối đạo luật chống bạo động ở Hồng Kông. Theo một tổ chức nghiên cứu về Trung Quốc cho biết, khi mà dịch bệnh COVID-19 được khống chế thành phố Vũ Hán, chính phủ của ông Tập Cận Bình đẩy mạnh dùng vũ lực uy hiếp Biển Đông, uy hiếp eo biển Đài Loan, uy hiếp vùng biển Hoa Đông và Hồng Kông. Điều này đã dẫn tới những cuộc đụng độ, những mối thù sâu sắc đối với cả Trung Quốc. Hiện nay, tình hình nội bộ ở Hồng Kông hết sức cam go, khi những người biểu tình đang tụ tập rất đông ở ngoài quảng trường, trung tâm cũng như các sân bay, bến cảng, làm cho dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt, thì nay lại đến vấn đề biểu tình lớn ở Hồng Kông, làm cho an ninh khu vực liên tục bị đe dọa. Nguyên nhân không ai khác, đó chính là Trung Quốc gây ra. Năm ngoái chúng ta còn nhớ, việc biểu tình ở Hồng Kông diễn ra hết sức phức tạp khi các sân bay bến cảng liên tục bị các cảnh sát cũng như người dân bắn đạn và hơi cay đốt cháy. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái, Hồng Kông rơi vào một tình cảnh hết sức đau thương. Khi không ai dám đến Hồng Kông bằng con đường hàng không, cũng như tàu điện ngầm, hàng ngàn các quán xá du lịch, khách sạn bị đóng cửa, nền kinh tế của Hồng Kông lớn nhất ở châu Á và lớn thứ hai trên thế giới cũng bị tê liệt bởi nạn biểu tình. Chính vì điều này, năm nay nó lại đang xảy ra và Mỹ đang rất quan ngại. Thưa quý vị, tờ báo New Delhi của Ấn Độ cho biết tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang căng như dây đàn khi những binh lính của Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình, chỉ đạo rằng Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu với quân đội của Ấn Độ nếu như xảy ra đụng độ căng thẳng. Hiện phía Trung Quốc đang xây dựng lô cốt hay đường hầm và đào xung quanh biên giới của Ấn Độ. New Delhi
cực liệt lên án những hành động ngang tàng của phía Trung Quốc. Chính phủ của Ấn Độ nói rằng Trung Quốc đang tỏ ra rất hung hãn và yêu cầu Mỹ hỗ trợ Ấn Độ để trừng trị Bắc Kinh. Hãng BBC News, một hãng tin nổi tiếng trên thế giới, điểm quanh một vài thông tin cho biết tất cả các nguyên nhân như dịch Covid, tình hình Biển Đông, tình hình ở eo biển Đài Loan, tình hình ở biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải hay biên giới Trung Triều, biên giới Ấn Độ, biên giới Pakistan, biên giới giữa Trung Quốc và Nga liên tục xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng, đều là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và dạng sáng nay cũng thế, tàu chở dầu của Trung Quốc đang ngang nhiên đi lấy trộm, ăn cắp những thùng dầu khí của Mỹ, làm cho căng thẳng giữa hải quân của Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục xảy ra đụng độ. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!